Em xin thân ái mến chào toàn thể đại gia đình của mình. Em rất vui gặp lại đại gia đình mình trong cái buổi em kể chuyện hôm nay. Thì mời cả nhà mình cùng em nghe hai cái mẩu chuyện ngắn này nha. Một cái mẩu chuyện vui và một cái mẩu chuyện nói về vấn đề vợ chồng mà có những cái xích mích để mà đi đến tan vỡ, gọi là ly hôn với nhau đó. Thì câu chuyện này đáng để cho chúng ta để nghe, để mà suy ngẫm lại về cái cuộc đời. Thì Cúc muốn chia sẻ đến quý anh chị em, cô chú bác gần xa để cùng Tấm Cúc là có một cái góc nhìn nào đó về cái cuộc sống này. Thì em mời đại gia đình mình bắt đầu vô cái câu chuyện ha. Chuyện thứ nhất thì em muốn đem tiếng cười tí xíu cho đại gia đình của mình cùng em thông qua một mẩu chuyện ngắn nha, trước khi vào cái mẩu chuyện mà hết sức là phải nói là mình suy nghĩ về cái vấn đề vợ chồng. Thì cái câu chuyện thứ nhất là có ba cái cô gái này. Ba cái cô gái này giống như là cái chuỗi mà trưởng thành mà biết yêu là biết rời xa gia đình để mà đi xin việc làm đó đại gia đình. Thì ba cô này là coi như là ở dưới quê cho nên đi lên trên cái Sài Gòn để mà giống như làm việc rồi phụ quán rồi tiếp đó. Thì ba cô này đi thì một thời gian ba cô này coi như là cũng thành kiểu như thành người Sài Thành này đó, thành phố rồi đó, cũng gan lắm. Thì lúc này ba cô đều có người yêu hết. Nhưng mà ban ngày thì ba cô cũng đi giống như phụ quán mà tối về thì ở chung một cái nhà trọ để cho đỡ tốn tiền trọ. Ở trọ ba cô thì chia ra nó đỡ tốn lắm cho nên ba cô mới ở chung. Thì đi làm, ban ngày làm tới 10 giờ khuya mới là đi về. Ha, 10 giờ khuya mới đi về hết. Nhưng mà ba cô này lúc nào cũng muốn khoe người yêu của mình là giỏi. Người yêu của mình giỏi chuyện này, giỏi chuyện kia, thậm chí cả chuyện mà ăn ai cũng giỏi với nhau nữa. Đó, người nào cũng muốn hơn hết. Cho nên cái ngày cuối tuần này thì ba cô mới hẹn là ba ba cái người yêu là ba chàng trai đó là hẹn với nhau là tối nay giống như mình tan ca rồi thì sau 10 giờ đó là tụi mình đi chơi cuối tuần, đi chơi một bữa cuối tuần vậy đó. Thì phi phi hẹn nhau có khoảng 2 giờ phi là phải đi về trọ hết, không có được đi quá khuya tại hôm sau phải đi làm, cho nên là sau 10 giờ tan ca đi đi chơi rồi tới chừng 2 giờ khuya là phải có mặt về nhà hết, ba đứa thống nhất vậy đó. Thì đêm này là ba cô mới đi chơi, làm phụ quán rồi xong chơi bắt đầu mới đi với người yêu. Thì đi đi hoành tráng, nói chung đi chơi đã đời ha, tới khi mà 2 giờ thì đi về lại cái nhà trọ để mà nghỉ ngơi. Thì cái cô đầu tiên bước vô, ba cô bước vô hết ha, cái cô đầu tiên cô bước vô là thấy hai cô kia rồi, cái bắt đầu mình tỏ vẻ là người yêu của mình hôm nay là chiều mình là giống như hai đứa là hoành tráng quá là tới luôn đó, cho nên là cái đầu cổ của nó bù xù quá. Thì đi vô cổ mới nói thấy không, đi chơi với người yêu mà về mà tóc tai đầu cổ bù xù gì nè nó mới đã. Cũng như khoe là người yêu tao giỏi, người yêu tao giỏi, hàng mày không bằng người yêu tao giỏi, mới là nhà tao tóc bay bù xù khoái mà trời ơi dân ra đời rồi cũng dữ lắm đó. Cái bắt đầu cô thứ hai cổ mới nói nè trời ơi trời, tưởng đâu gì tóc tai bù xù làm gì, nhìn đây mày, nhìn cái mặt tao nè, mày thấy không, son môi nó lem tùm lum nè, son môi mà đánh lên tới lỗ mũi nè, đó, mặt mày nè tao nói ngang son phấn rồi nó phải tèm lem trè le tút luốt tèm nhẹp vậy nè nó mới phơi. Mày không biết đâu, đi về mà mặt mày vậy đó, tao nói ngang son phấn rồi nó tùm lum là nó vậy đó. Cô này cũng muốn nói là dữ lắm, hai hai đứa này dữ lắm đó. Cái cô thứ ba có thấy hai cô này cũng như khoe người yêu mình giỏi, người yêu làm này em kia đấy, cô không nói chứ bắt đầu cô kéo cái quấy cô lên, kéo cổ quấy cô lên, cô cởi cái quần nhỏ cô ra, cô cởi cái cô cầm cô đưa vậy nè, tao nói nghe cái quần nó nặng chịch, nó ướt nhẹp nặng chịch, cô quăng cho tường cái bóp, dính trong tường cái bóp, vậy tao còn không nói nữa, hai đứa bay làm dữ vậy, nhìn tao kìa, xong đi vô ngủ, hai cô này nhìn trắng trắng trời ghê, cái quần ướt nhẹp quăng cái dính tường trời. Đây là một cái mẩu chuyện vui thú vị để Cúc muốn gửi đến cho đại gia đình mình nghe trước tí xíu để vui cùng em. Thì cái mẫu chuyện thứ hai như em nói là cái vụ mà phụ nữ mà hay có xúm chùm như vậy thì ba bốn cô như vậy thì em mới mới nói tiếp cái mẫu chuyện là giống như là muốn đòi ly hôn với chồng là tại lý do gì, thì em mời cả gia đình mình nghe cái mẫu chuyện này ha. Thì có một cái cặp vợ chồng này là anh chồng á, thì sáng sớm là khi mà cô vợ chưa thức là đã đi làm rồi, rồi khi mà đi về thì thẳng tối tối hù tối tối thui luôn à, mà lương thì cũng không có cao gì hết.
lương cũng thấp lắm, nên cái cô vợ này cổ mới giống như càng ngày mà có con là có một đứa con rồi, đứa con nhỏ, nhưng mà càng ngày tình cảm càng lạc phai, giống như là thức dậy thì chồng đi mất tiêu rồi, tới tối chồng mới về mà lương thì không có, biết rồi ổng cũng mệt mỏi rồi ít có nói chuyện với nhau, biết rồi nhạt phai lắm. Cái cô này cổ chán, cổ tập trung cổ chán, cái cổ mới là hẹn mấy cái cô bạn gái ra quán cà phê để uống nước, xong cổ mới kể, cổ nói vợ chồng tao bây giờ chán lắm, giống như sống mà cảm thấy không có hạnh phúc, người nào cũng ít có nói chuyện, ổng đi làm về rồi hả tao cũng thấy cô đơn, với cái vợ chồng lạnh lùng càng ngày càng lạc phai, rồi tiền bạc thì cũng không có gì, mà con tao cũng hả sữa phải uống sữa phải nãy kia hoài mà không có đủ, cảm thấy giống như là mình có kinh doanh mà cũng hơi thiếu thốn tí xíu, cũng có cái tiệm đó nhưng mà làm đâu cũng ra đó cũng hết trơn. Ổng về ổng mệt mỏi, ổng không có phụ tiếp tao ngoài tiệm, hai chồng có cái tiệm nhỏ nhỏ nữa, không có phụ tiếp tao ngoài tiệm mà tao phải trông con rồi nữa, cho nên bây giờ vợ chồng chán quá, cảm thấy là giống như là ngủ mà mạnh ai nó ngủ không còn, mà cái kiểu ôm ấp như xưa nữa, không còn nâng niu chiều chuộng hay là hỏi anh có mệt không hay là em có mệt không gì đó, không còn cái cảnh đó nữa. Bây giờ mạnh ai nấy lại bới tô cơm ăn rồi giết đặng mà tắm rửa rồi đi ngủ, mệt mỏi gã rời hết vậy đó, nên tao chán cuộc sống vợ chồng tao lắm rồi. Thì mấy cô kia mới đúc kết lại, nghe xong cái này mới đúc kết là mới nói là vợ chồng mà lạnh lùng mà không có nói chuyện với nhau nhiều mà ngủ cũng chẳng có ôm ấp hôn gì nhau hết á, có nghĩa là đã đi đến cái mức đường là lạnh lùng quá, nếu mà cảm thấy vợ chồng lạnh lùng quá thì thôi ly hôn giải thoát cho nhau đi, cho nó mỗi người có một cái niềm vui khác, chứ để mà sống chung mà không có được niềm vui thì thiệt thòi cả hai. Thì hai bên cũng là coi như mấy cô này cứ là kêu vợ chồng vậy vậy đó, thì đôi khi một mình vẫn tốt hơn, hoặc là đôi khi mình gặp người khác được tốt hơn, hay là gì, hay là ổng có người khác hay là gì, mà coi như là ba bà là thành một cái chợ mà, cho nên tám qua tám lại đủ thứ chuyện, thì cuối cùng là cô này có mới suy nghĩ theo cái đường chắc là hết duyên nợ hay là cái gì rồi, cho nên là chắc phải giải thoát với nhau, chắc là phải ly hôn với chồng thôi. Cho nên trên đường đi về cô suy nghĩ hoài, cô đi về mà cô suy nghĩ là tới cái ông chồng là bực bội tới chừng ghét ghét dữ lắm vậy đó. Cho nên đi về tới nhà, thì về tới nhà cái cô này cũng hả đóng cửa ngoài tiệm, đi về nhà cũng mệt mỏi, thì vô cầm cái son để mà giống như nấu cơm rồi để hỏi ông về, cầm lên tới đâu nó gớt lụp bụp tới nấy hết trơn, cầm lên cái quai nó gớt gớt giống như bực bội quá là làm gì nó cũng đột, dằn mâm sấm chén nó gớt vậy đó. Thì cô càng bực hơn nữa, pha ly sữa cho con uống vừa đưa con chưa chụp nữa, buông tay ra gớt cái ly sữa cái bóp đổ sữa lum, nóng máu lên, nóng lên hực 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 lên, lên nó nóng dữ lắm, phụ nữ mà nó nóng lắm. Thì trong vòng chút xíu ông chồng đi làm về, khi ông chồng đi làm về là đang lúc nóng như thế, cái cô vợ của nó bây giờ tôi thấy tôi với anh là mệt mỏi lắm rồi, giống như là xa cách lắm rồi, không có còn mà tình cảm gì nhau nữa, thôi bây giờ mình ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi. Xong ông chồng nói ủa sao ly hôn em nói gì vậy, hai chồng mình đâu có gì đâu ly hôn, có nói anh không có thấy hai chồng mình rất là lạnh lùng với nhau, xa cách với nhau hả, bây giờ thôi ly hôn đi. Thì lúc này cái thằng con ở trong nhà nó nhào nó khóc lên, cái ông chồng chạy vô ẵm đứa con, chạy vô ẵm đứa con lấy sữa cho nó uống, cái ông ra ổng nói em có chuyện gì mà em đòi ly hôn vậy, cái cổ nói thì tôi muốn ly hôn đó, mệt mỏi quá rồi. Cái tự nhiên cái cổ nhớ giống như ủa chồng đâu làm gì đâu mà đang không mình quạo, cái cổ mới nói bộ anh không thấy hai vợ chồng mình sống với nhau không có chút tình cảm nữa chứ hả, sống bao nhiêu năm nay rồi con mới lớn này rồi, bây giờ tự nhiên nó lạc lõng với nhau lắm rồi, mình muốn giải thoát cho nhau đi anh ơi, bây giờ giống như không có còn tình cảm nên anh thấy ngủ hả là coi như là lưng đối lưng chứ không còn gì nữa chứ, em cảm giác như vậy thôi mình giải thoát cho nhau nha. Đó thì cũng trong lòng cũng nghe lời mấy cô bạn cũng nói là giải thoát này kia đủ thứ, thì cứ lúc này là giống như là nó được nâng cấp lên này, đang muốn ly dị mà thêm mà mấy cô này đôn lên nữa quá quá cao trào, cho nên về đòi ly hôn liền. Thì ông chồng cũng không nói gì chứ, cô này có nói là em viết đơn ly hôn cho anh ký đi nha. Rồi cổ nói như vậy thôi là bắt đầu là cổ ngủ ghim, nghe lại mấy cô bạn này nói là vợ chồng muốn ly hôn không phải nói ly hôn ly hôn đâu, ly hôn là về phải tính kỹ ra, ngủ riêng không được ngủ chung nữa nha, để cho cái tình cảm nó càng đứt ra. Cái thứ hai nữa về tài chánh tiền bạc là mạnh ai nấy xài không có được chung với nhau nữa nha, cho nó đứt ra không có tâm sự gì với nhau nữa hết trơn á, ngưng ngang tức khắc, chứ tỷ như gì con thì cũng ở đó để mà đợi ngày ly hôn thôi, nhưng mà không có liên quan gì với nhau nữa hết, cắt đứt từ tiền bạc, từ tình cảm, từ những cái gọi là cái gì chia sẻ nhau đó là phải cắt đứt hết, không ngủ chung nha, đặc biệt ha, để cho những cái cảm giác nó biến đi hết đó. Thì như vậy là cả tuần rồi không có ngủ chung không có gì hết trơn. Thì tới cái cuối tuần đó thì cái anh chồng này anh mới gọi điện cho cô vợ, giống như ngủ riêng rồi, đi ra ngủ riêng rồi, anh chồng gọi nói là hôm nay á
Anh là muốn mời em đi ăn, cái quán mà anh hay đưa em đi lúc trước đó, đi ăn cái quán ngoài đó, rồi anh sẽ đưa cái giấy ly hôn cho em, anh đã ký rồi. Đó, ổng nói ổng ký rồi. Thì cái cô vợ này cổ mới nói là trong đó thì cổ nghĩ là hai vợ chồng có một căn nhà và một cái tiệm tạp hóa kia bán nữa, một cái tiệm nữa, thì nếu mà ly hôn thì cổ giữ con thì cổ lấy cái nhà này, cùng lắm cho ông chồng cái tiệm kia để ông ra đó. Đó, ông sang ông bán hay ông làm gì cái đó, còn cô này cỡ cái nhà với con. Cổ tính trong lòng trơn à, tính gỗ trơn à, ngon lắm. Đó. Xong cái bắt đầu khi mà ông chồng hẹn đi ra ăn thì đi ra ăn. Ra ăn rồi á, cái bắt đầu là ông chồng á, ổng mới là đưa cái đơn cho cô vợ, ổng lấy cái đơn trong cái bao thơ ổng đưa cho vợ. Rồi vợ lấy ra vợ coi. Ổng nói hôm nay anh mời em đi ăn một bữa, hôm nay chắc có thể cũng là bữa cuối cùng. Cho nên là anh đưa em cái bao bao thơ này, anh đã ký tên ru rồi, giấy ly hôn anh đã ký rồi. Thì cô này cổ dở ra, cổ đọc, cổ coi thì cổ ngạc nhiên là anh chồng này ảnh nói là giống như là để lại hết toàn bộ nhà rồi tiệm cho cô vợ này hết. Ông chồng này có nói là giống như là anh thì đàn ông sống thế nào cũng được, còn em còn phải lo cho con nữa, cho nên anh để nhà, để tiệm được lại cho em, tại vì là thân gái mà cái gì nó cũng hơi khó khăn trở ngại thì anh để lại cho em, còn anh thì sống như thế nào cũng được. Cái cô này lúc này cổ cảm thấy trong lòng cổ có cái gì đó nó đau đớn, nó đau điếng lắm, cho nên là cổ cũng cũng xúc động rưng rưng nước mắt, nhưng mà không sao chẳng được đó. Thì cái người ở trong bàn á, cái người trong nhà hàng mới đi ra là mấy là hỏi anh với chị dùng gì đó, thì anh chồng này anh mới nói là cho tôi á, là một phần là bò xào ớt á, ớt ớt tay bự đó, bò xào với lại một chén súp cua đó. Thì anh này anh mới nói là bò xào ớt này nè với lại chén súp cua là những cái món mà hồi trước đi ăn em rất là thích, thì em thích cái này thì hôm nay anh kêu cho em, mà hôm nay anh muốn em kêu lại cho anh một món nào mà anh thích ăn đi, em kêu lại cho anh đi. Thì cô này cũng mới nói ơ anh thích món gì thì anh kêu đi chứ em có biết anh ăn món gì đâu mà anh kêu, anh tự kêu ngửa anh đi chứ đâu biết anh thích món gì đâu, nãy giờ kêu gì ra anh cũng ăn hết trơn mà. Thì ông chồng này ông mới nói thật sự thì em thích ăn gì thì anh ăn theo, chứ thật sự trước giờ những cái món đó anh không có thích, nhưng mà vì em thích ăn cho nên anh ăn theo em. Thì cô này cảm thấy đau trái tim lần nữa vì ổng nữa ơi đó. Thì bắt đầu là anh chàng này anh mới nói là có thể đây là lần ăn cuối cùng, anh có thể về, như em biết anh là người người ở trong Nam, trong miền Nam miền Tây, thì anh ăn anh thích ăn những cái món mà nó chế biến nó hơi có cái vị ngọt ngọt một tí, còn em là người ở ngoài miền Bắc thì cái khẩu vị của em nó khác, nhưng mà vì vợ chồng cho nên á anh ra đây anh ở với em ngoài miền Bắc, thì vợ chồng vợ ăn cái gì thì anh ăn cái nấy, chứ thật sự nó không có hợp khẩu vị với anh, nhưng mà anh cũng gán. Thì cô vợ lại đau lòng thêm lần nữa vì mình mà ổng bỏ ra ngoài trong đây ra vậy đó. Rồi xong cái ổng mới nói thật sự hôm nay anh muốn nói với em thật sự là lúc mà anh về đây anh sống ở bên vợ, những lúc mà gia đình bên vợ quây quần với nhau đó, đám tiệc hay là cái gì đó để mà nói chuyện với nhau quây quần bên nhau đó, anh rất là tủi thân, bao năm nay anh chưa về trong miền Nam để anh thăm ba mẹ và gia đình của anh, tại vì công việc ở ngoài đây rồi thêm gia đình mình ở bên vợ nữa, anh chưa có về thăm. Thì thôi bây giờ anh nếu mà vợ chồng mình đã đến lúc phải ly hôn rồi thì anh để lại hết nhà cửa cũng như là tiệm cho em và con ở đây, rồi anh sẽ đi về trong Nam, anh sẽ về trong đó ở với mẹ anh và gia đình ba mẹ anh, tại vì họ cũng mong anh về trong đó, nhưng mà anh cố gắng anh ở đây với vợ với con rồi trước giờ. Thì lúc này cô vợ có mấy mấy suy nghĩ là trời trời, không ngờ chồng mình vì mình yêu mình mà bỏ hết tất cả để mà ở đây với mình, và thậm chí cái ngày ngày hôm nay là ngày cũng như là đưa giấy ly hôn rồi, là cũng như cái ngày cuối rồi để ăn chung rồi, mà mình không có biết chồng mình thích ăn cái món gì nữa. Cho tới ngày hôm nay chồng thì thích biết mình thích ăn món gì mà mình còn chưa biết chồng mình thích ăn món gì, đó là cái lỗi cho mình. Cô này cảm thấy rất là đau lòng, nghe chồng nói như vậy rất là đau lòng, tất cả đều nhường lại hết, mà cuối cùng là rút ra một cái là tại vì công việc nhiều quá, công việc nhiều quá cho nên anh chàng không còn thời gian để mà lo cho vợ,
công việc áp lực quá, đâu có còn thời gian để mà chăm chút tặng hoa tặng quà gì cho vợ giống như là lúc mới yêu đâu. Cho nên vợ cảm thấy lạnh lùng, giống như mình từ từ mình bị bỏ rơi vậy đó. Cái bắt đầu tự nhiên muốn ly hôn, thấy người ta được tặng quà tặng này tặng kia cái muốn ly hôn với chồng hay là gì vậy đó. Cái đó là sai. Thì cô này cũng kịp suy nghĩ lại và cô này mới nói một câu là thôi anh đừng có đi về trong đó nữa, thôi mình không có ly hôn nữa nghe anh, thôi thôi mình đi về nhà. Thì lúc này cô kêu chồng đi về nhà thì anh chàng mấy là cũng mừng rỡ lắm và đi ra là chở vợ. Thì cô vợ ôm eo chồng thì trên đường đi về đó hai vợ chồng rất là hạnh phúc với nhau. Là từ đó tới sau rồi cô vợ này giống như là được thông qua, không có phải là ồn ào gì hết. Đó là một cái cách để mà kéo kéo cái tình yêu lại đối với quý vị. Không phải là khi mà vợ chồng mà nói ly hôn là á tôi cái chén ông cái tô, tôi cái nhà này ông cái nhà kia, tôi miếng đất này ông miếng đất kia, hay là tôi cái tài khoản này ông tài khoản kia phải ngang nhau hay là cái gì. Cái đó nó càng đứt hơn nữa, giống như chưa ly hôn đó mà đã đòi người này mạnh người nào nó giấu, mạnh người kia nó giấu, thì cái đó không bao giờ hàn gắn được. Còn nếu mà vợ chồng thấy cái kết cục mới thì không, khi mà mình cho đi hết tự động bên kia cảm thấy giống như là người ta bị lỗi gì đó. Đó là bắt đầu là có thể cứu vãn được. Như cái mối tình vừa rồi được cứu vãn được, đó là cái lòng tốt từ nơi anh chồng. Thì em thấy cái câu chuyện này rất là hay, em muốn chia sẻ lại cho quý vị nghe cùng em để nói về cái tình nghĩa vợ chồng. Thì em mong em sẽ đem lại những cái suy nghĩ, những cái lạc quan và những cái tích cực yêu đời trong cuộc sống này đến với đại gia đình của mình. Em cảm ơn đại gia đình đã ngồi lắng nghe em nãy giờ và cầu chúc cho đại gia đình mình thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều may mắn, an lành trong cuộc sống. Em xin bye bye và xin hẹn gặp lại đại gia đình mình vào cái clip của ngày mai nghe đại gia đình. Em cảm ơn rất là nhiều đại gia đình. Em xin bye bye.